Dây có điện không? Em biết. Có đó. Điện sao chặt được? Mấy cái mía đó đó hả? Thấp thấp đó hả? Ừ. Mày vô mày chặt đi. Tao leo qua khó khăn lắm. Trời ơi, sợ nắng nữa, lại mày luôn á. Còn chỗ nào mày trắng đâu mà mày sợ nắng. Mía này mới trồng mà. Nó lên tượng á hả? Mía bự vậy đó hả? Mà lóc đừng mía. Có nước mồi nó dai gì? Nước có nước mồi nó dai hơn. Hả? Về uống cái gì? Bia đó. Mua luôn hả? Bia ba ba đâu không còn nữa. Bia phải gơ đó. Còn lắm hả? Để sư phụ. Để uống hết của ống ra nội. Xong. Này nước mắm nấu rồi. Người ta nước sôi á, người ta bỏ vô me nó dầm nó mới ra, bỏ nước lạnh đúng không? Có bỏ nước không? Cái này nước me này nó khèo rồi chứ đâu phải là me nguyên chất đâu. Khèo đường rồi hả? Ừ, quá khèo đường rồi. Đó, em bỏ vô miếng đường nữa là xong. Đường ít quá mày, thêm miếng. Thêm nó ăn đường như vậy. Ăn ngọt lắm. Lên má. Ăn ngọt với người nó mới ngọt ngào chứ. Má bị tiểu đường rồi. Tùy theo người thể trạng thôi. Cái người tiểu bị đó rồi, ăn ít giờ cũng bị. Rồi không bị, ăn nhiều nó bị. Rồi ông nội tao kìa, ông ăn chè với cơm không. Ở trên Vinh Anh Niêm coi nó mặn không Vinh. Ừ. Có cần để nước thêm không? Mặn không? Không có mặn mà chua. Chết mà. Mày bỏ mày nhiều quá. Nóng gì ngồi ghế đây mà nó nóng hực hực rồi đó. Ủa mày mày không có gốc cái khúc trong ra không lại cái mía đó trong em tuột cái vỏ rồi. Ờ tôi tưởng là mày không tuột nước như không. Tuột cũng ra nước chứ còn khúc ngoài hả? Vậy là thông minh á. Chín tới ruột, tới gan, tới phèo, tới phổi luôn. Chín thôi. Làm sao gãy khi mía à? Gãy rồi. Gãy rồi bẻ ngang đó luôn. Thì gãy rồi bỏ vô dĩa luôn. Gãy dĩa lịch sự. Không, không, không. Dao cắt rồi. Dao. Bây giờ không? Khỏi bẻ. Bẻ được không? Dính xương à. Mày có cái kéo nhấc một cái một. Trời ơi, cái dao đây nè, kéo gì. Mày lội nó ngược. Nè, đây nè. Nè, nè, cái dao nè. Cắt dao kìa, con. Dao nè. Kìa. Đừng bể cái dĩa mày ơi. Mày khó đứt là nó bể dĩa đó. Không bể, cái bà nội nó bể. Để xuống tâm thớt kìa. Rồi, rồi, rồi xong luôn rồi. Rồi, chín hả? Chín không chín mà nó hết ngon. Nó bành dập cái chân trời. Dít cái nữa quà. Tinh tí không đó. Rồi được rồi, được rồi. Làm mất ngon hủ lại nè. Ừ. Rồi. Cá lóc nướng mía. Khúc mía này, khúc mía này chắc nó không có ra nhiều đâu. Ừ nó non. Mía non. Ăn thử coi ngọt không. Mía non xèo à. Bà mẹ mới mọc lên cái mầm không mà lấy đầu ngon. Đây cái ruột này sao không trắng bắp không ta? Sao chị Nam không quất ta? Tại ruột mới. Ruột trắng bắp luôn nè. Nè, cái bầu tử trắng bắp luôn á. Nè đi. Gì cá mới ông nội? Cá mà ông nuôi hầm lụng nữa, cái ruột nó mới đen đó cha. Còn cá mà nó ở nước sạch, cái ruột nó mới trắng. Ra một mấy ký à? 900 gram à. Số đẹp luôn à. Rồi, gì không được, 25 ngàn. 9 giờ.
900 gram. Gì không được 25 ngàn ông nội. Nhiều ký. Anh thằng ơi. Ký 25 ngàn. Ông nội cha ký 25 ngàn cả đâu vậy? Ký 25 ngàn. Trời bán ông nội. Mẹ 101 ký cha nội. Gì chứ mốt trời. Cá này cá đồng hay cá nuôi? Cá, con cá hầm, con cá dạng hầm giống gì nè, nó bắt mấy thằng nó bắt trong vườn á. À, bắt mương vườn hả? Ừ. Tao tưởng đâu là cá nuôi có mấy chục ngàn ký. Cá nuôi 40 ngàn ký. Trời ơi, 40 ngàn mát ông nội ơi. Ở đây nó bán 40 ngàn ký đó cha. Mà muốn nhiều nhiều. 25 ngàn ký nè. Cá bự là 40 ngàn ký. Cá nhỏ là 35 ngàn. Cá đồng trăm mấy. Bự nhỏ gì cũng 25 hết. Cá đồng là từ 101, 102. Bự nhỏ 101, 102 anh em. Nó bị lạnh rồi xong mới nguội rồi hư trời. Nó bị giữa. Mấy cá này ăn nó ngọt hơn là con cá thấy không? Ừ. Có chất mí lắm mà. Rồi cúp điện cái gì vô. Cứ thờ nó xuống rồi đi bên vợ tôi mà có gắn ha, tôi đem gắn cho tôi gọng. Gọng mà bữa mùng 10 đem xuống trong nướng mía cho ăn. Mày biết nướng không? Trời. Mía chặt cái mía rồi bỏ vô gắn vô không quắn quắn cái mía rồi ông nướng. Ông vườn vợ tao ông trồng nguyên vườn mía đó mày thấy không? Bữa nướng quay nè nướng. Qua hoặc con vô vườn bà vợ ông nướng chứ nướng ở nhà ông không nướng. Thì qua vườn cuối cái bên đó. Trong nhà vợ tao bên hông á ông vườn ông trồng nguyên vườn mía. Ông nghĩ vườn. Đi. Con rắn mà hỗn hành bự bao lớn nè. Dữ vậy. 200 ngàn một ký. Trời ghê vậy. Để mốt tao á, để dành tiền để lên sánh ăn cho đã. Bữa con xin nó mua lên con rắn à. Ừ. Quá vậy á. Tính ra nhiêu ký. 700 gram mà 200 ngàn. Con rắn 700 gram, rắn hữu hành á. 200 ngàn. Ông nội ngon rồi này, dài hấp chưa nè, tại nó bắt được. Trời, quá lớn, mua rồi. Ngã tao mò mà nó đụng hết hồn á. Không tin hổ mẹ, ba mẹ thôi. Chắc chưa. Con có còn con lóc mà. Con lóc chắc bự lắm. Bằng cái nồi nè. Rồi. Bằng nồi có à. Chắc nhỏ hơn nồi chút nữa nhà nó. Không to à. Trời ơi, nãy mà không nói con trước, nãy mà con đụng nó một cái chắc con xỉu ở dưới á. Đâu có biết con gì. Nó nhảy là đùng cái đùng như người con nít á, nít mà té. Còn con gắn bự lắm. Không có con không bắt nó chết á. Bắt mẹ. Bắt mẹ. Không được. Chừng nào mình tắt mua mình bắt rồi thôi, sao mà bắt? Bữa hôm vớ đặt rồi. Dạ. Dạ nhiều rồi không bắt. Để chết luôn. Chị Nam cái ruột bành kia không ăn nha Nam. Ruột sẽ ruột trắng bóc là không biết có sạch không nè. Không muốn chết luôn. Trắng bóc luôn á. Trắng bóc mà muốn sạch không nè. Để đi mẹ không ăn. Anh bóp đi. Rồi, sạch mà. Nhìn cái ruột là biết sạch rồi, cái con tử trắng bóc. Thôi ăn đi. Thì mày ăn đi. Mẹ ăn cái ruột cái là muốn nghỉ ăn luôn á. Thấy mỡ nhiều quá. Ngán gì, không phải ngán thiệt luôn. Chảy mỡ. Sợ ấy không mỡ. Sợ gì giống lửa câu hả? Không phải lửa câu, sợ mấy con ăn vô dính con cá thứ hai. Sợ cái gì chứ. Không biết anh bóp. Tại vì nó sọt luôn làm kiểu đó rồi chứ về năm mỗi lần tao nướng ăn là tao mổ ra chứ là tao xúc tao thử cho. Tao mía vô lấy gì, nếu có con gì nó văng ra luôn á. Có con gà con như ý nó con cá nhỏ trong á. Nó cắm câu không? Ừ. Cắm câu á, dính ăn trong á. Bây giờ mày lấy da mày gọc ra. Chứ ăn ruột không có lóc mà ăn ruột mà còn bằng nữa. Ruột ngon lắm, béo, ngon, kỳ. Mắm me nè. Đi giữ ông vợ luôn ha, ông bắt được con cá ha. Mắm me này nó an toàn, nó mè phèo đó. Dạ. Mẹ ăn thành được, đang ở mẹ có hồ quài hậu hụt. Chủ lợi đem vô mẹ đó là ăn sống mà còn hơi nhiễm. Mẹ ăn lộn đang béo hả? Dạ, khéo quá. Khéo à. Có con gà. Mẹ ăn cuối đi. Thôi, no rồi. Ba rồi. Đi nó tẩu rồi. Gì mới ghê vậy. Chừng nào mày đi mà nãy tao cho tao hay nghe lại, nhớ nha. Đi Sài Gòn hả? Đi Đồng Nai. Ừ. Hôm nay hả? Đâu có đi khám. Mướn xe mẹ đi, chở bà đi. Thôi, chừng nào có ai có dịp đi. À. Ớt này cay không ta? Để gì tại nó mướn mình lấy. Đụng mà bữa hổm ngồi nhậu hứa người ta đã lại. Ta đi học nữa cũng dữ rồi ba. Ừ, cũng, tao thấy mày cuốn thịt nhiều quá. Cuốn heo. Bà con miếng bánh chén à, biết cuốn được nè, để mẹ lên cái ruột lên luôn nữa đi. Không, ruột mày ngon anh ta, thiệt á. Thằng nào cũng ngon, ngon hết, ngon. Thằng nào cũng không ăn hết là sao? À, ngon, không ăn. Tại em ngán.
Tao thấy mày gói cái cuốn không xong rồi hả? Rồi, ông gói cuốn thì đụng thì miếng bánh tráng rồi đi ba. Cần một bánh tráng vuông không nội, khỏi uống nước. Nặng, ăn ngon bánh tráng này. Bánh tráng mày ăn hồi uống nước thấy bà luôn á. Nó vuông không có giống nước mặn chát à. Ai mà đi đám mình ra thấy người tâm nó cuốn hết ăn rồi. Rồi xong rồi nghỉ luôn rồi đó. Cuốn nó là cuối cùng luôn à. Rồi để bút vô thêm. Được rồi, không hà rồi hả uống ra. Rồi xong quất ly đi. Để có gì nha, người gái mình chịu tự nó dạ. Khóc chết nữ hả? Người bà nào mà nó có con nào mà nó uống rượu nó giá trời cho nó bệnh. Rồi. Gan này này là ông đỡ vỗ nắng xong kìa. Vỗ bỏ vô gì tổ không? Hay gò má đó. Hai cái vi á, chỗ mà nó bơi á. Có. Gò má ăn rồi. Ăn gò má là hổn không mà ăn đúng không? Ừ, hồi nãy tôi ăn con miếng à, à dễ rồi. Lại nè. Này không có ăn à. Chứ không phải ăn cái mỏ mày hổn hả? Không, ăn cái gò má hổn. Cái lóc mà mày ăn hai bên gò má là mày hổn lắm. À, anh đi ăn cái dưới sụp bụi à, vô đi. Hai cục thịt đó. Ừ, hết dưới sụp hai cục thịt đó là hổn lắm á. Ủa cái gục mày ăn chưa? Mới chưa.